chiều các bạn. Hôm nay mình chạy lên khu Epson để quay căn nhà của anh Lâm ở Cali. Tại họ hứa ảnh mấy tuần nay mình bận quá, mình không có đi quay cái nhà giùm ảnh giùm, thì ảnh ở xa đó. Thì nhà nó xây đoạn nhiều đoạn khác nhau, thì hôm nay mấy tuần nay tụi builder nó nói nó xây lên tường rồi nó gắn cửa sổ lum la cho người bữa. Anh nhờ chạy qua quay sơ sơ cho anh xem thử coi làm sao. Thì tháng 8 thì vợ chồng anh mua vé từ Cali bay qua để có cái work through. Thì hôm nay Steven chạy ngang khu Epson nè, cái hồ này tí mình chạy bọc ngược trái lại mình quay cho mọi người xem nghe thử nha. Thì cái khu này nó đang mở mang rất là mạnh. Mấy khu đất bên tay phải này nó đang xây nhà rất là nhiều. Tại Wesley Chapel hiện nay nó rất mở mang rất là nhanh. Vì nhà xây ra là căn nào bán căn đó hết trơn à. Rồi từ đây một tí nữa mình sẽ chạy xéo qua Winding Ridge, quay hai căn nhà cũ của họ tới đâu rồi mình chạy xéo qua nhà con nhỏ em. Nó đặt mua ở River Edge. Thì hôm trước Steven có quay cái khu nhà ở River Edge sơ khi nó mới mở ra cái model home á. Cho anh chủ cho anh chị và các bạn xem rồi nó có hai ba căn nhà mẫu thôi. Hôm nay nhà lên nhiều lắm rồi mà hôm gai mình không có chạy qua để bữa nào một tí nữa mình chạy bọc ngược trở lại khu đó mình quay sơ cho mọi người xem nha. Ok, để khoảng chừng một khúc đường khoảng chừng mai nữa tới nhà của anh Lâm để mình quay nhà anh Lâm trước, rồi mình chạy xéo qua Epson để chọn cái hồ bơi mình quay ở ngoài cho mọi người xem cái hồ đó. Cái căn nhà này mình nghe nói khi mình mua nhà trong cái khu Epson này thì mình trả cái tiền HOA mà có con cái là mỗi năm nó cho được 20 vé để đi vô trong đó chơi á, gia đình được 20 vé chơi. Thì nếu ai có mua vé thì ở ngoài vẫn vô được mà trả vé cho một người như cũng 25 đồng, 20 đồng gì mà để vô cửa. Và đa số là anh chị và các bạn muốn đi chỗ này, cái hồ này, cái hồ nhân tạo nó rất là lớn, nó giống như cái nhìn sơ sơ là nó làm nó xây cái dạng giống như cái biển vậy không, mà cái hồ nhân tạo nó có tới 7 acre đấy, rất là lớn. Trong đó nó cũng bán nước rồi bán bia rượu lum la chứ không, mình đi cảm giác như mình đi Caribbean vậy không đó. Thì mình chạy qua tí mình chạy xe qua đó. Ok, mọi người theo chân mình nha. Nãy giờ mình đang mở nhạc của Lý Hải, hy vọng là nữa lên anh Hải cũng đừng bắt ca bẻ em copyright nha. Nãy nghe nhạc nghe hay quá quên tắt lại cái quay phim YouTube là dính vô luôn. Em quay cho YouTube này chơi vui cho cô chú anh chị nhà coi xem nhà thôi nha, anh đừng có đánh đánh bản quyền em mà chết em nghe anh Hải. Nói căn nhà này chín bốn năm. Lâu Steven cũng ngại đi quay vô mấy cái construction lắm, tại đi vô đây bị thủng bánh xe hoài không. Quay cái phim video lên bổi cô chú anh chị mà xem khoảng chừng coi xa khá cũng 50,000 view rồi, tính ra có mấy chục đồng mà dính lủng cái bánh xe cái là mất 500-600 không rồi phải không. Nếu anh chú anh chị mà xem video nhớ xem hết cho Steven, đi ủng hộ Steven nha. Nếu mọi người mà coi nhiều thì mình quay phim nhiều thôi, thì không có ai chơi mình con cái là đa số là động lực để đi quay thôi. Ok anh Lâm ơi, nhà nó quay cỡ này vậy nha. Nè, địa chỉ nè, 9497. Để mình vô mình quay gara trước đã. Gara là như là anh Lâm anh quay anh xây cái nhà này đậu được ba chiếc xe để mình vô mình khám phá cái nhà này nó có làm sao. Hai vợ chồng mình chơi cái nhà bự quá siêu huynh.
Ok, vô đây cái cửa như chỗ này là nếu mình không sai như cái phòng giặt nằm đây á. Đúng là phòng giặt nè. Chỗ này là cái phòng giặt. Đó. Muốn sấy nước trở lên nó đẩy lên đó. Chỗ này hình như là cái này là những cái máy lạnh nằm đây nè, máy lạnh. Đây là nhà bếp. Nhà bếp. Kia là cái closet. Này nó có hai cái cửa sliding, cái bên trái cái bên phải. Đây là cái chỗ này là nếu mình không sai là cái family room. Mình có ở bên kia là giống như cái nhà chỗ phòng chơi phòng ăn hiểu không? Thì bên tay phải này là cái master. Master này cũng khá lớn á. Master này đi ra bên cái cửa riêng nữa là bên nhà này đang phía sau này nó có ba cái cửa kính sliding door. Phía sau này nó có cái patio phía outside patio này cũng rộng, khá rộng á sư huynh. Để mình đi từ từ mình xem thử cái máy lạnh nó nhét ở chỗ nào á, mình chưa thấy mà máy lạnh nằm phía sau đây. Nằm phía sau của cái master. Sư huynh chơi cái nhà cái này nằm phía cái hồ cái này nữa à, sao tương lai hao bia đó nha. Nhìn bên kia cái hồ bên kia nó giống như là sông biển vậy đi. Men cái này sau đây ngồi ăn nhậu câu cá luôn được rồi. Nè, cái máy lạnh nằm phía sau cái master bedroom nè. Ok, đi vô đây là cái bathroom. Bên này là hai cái chắc cái sink. Bên này là cái tắm đứng. Đi thẳng vô đây luôn là cái toilet. Bên này là hai cái closet. Cái master closet của nam và nữ. Ok, nhìn chơi sơ vậy thôi, đi ra. Bên đây một phòng ngủ. Phòng ngủ này nó không có phòng tắm riêng mà nó có xe tắm đây. Nghĩa là bên đây hai phòng ngủ. Bên đây cái phòng ngủ nữa, bên đây phòng ngủ là chắc luôn. Tại này nó có cái closet riêng nè. Phòng ngủ này có hai cửa sổ nha. Hai cái sổ nhìn ra nè. Này thì nó có cái phòng ngủ nhỏ nhỏ cho khách, có cửa sổ rất là lớn. Bên này cũng có thêm cái bathroom nữa. Bên này có cái bathroom nữa nè. Nghĩa là tính nhà này có 3 bathroom, 4 phòng ngủ, 4 phòng ngủ 3 phòng tắm. 4 phòng ngủ 3 phòng tắm. Chạy dàn máy lạnh xong hết trơn rồi nè. Điện máy lạnh nước rồi xong hết trơn rồi. Con cái là insulation chưa có lên. Chơi thêm cái cửa kiến. Đó. Chưa có insulation nha. Của thằng neighbor này cũng rộng hết chứ nè.
Mọi người cứ xem video này nhé, xem hết video giúp mình nha. Ở chạy cái này mà đi vô đây ưa bị lủng bánh xe lắm, mà đi mà mấy người không xem mà mệt lắm. Cảm ơn nha, bây giờ mình đi tiếp qua bên khu Epson tiếp để quay cái Epson sơ cho mọi người xem. Tại cái khu này là nó nằm trong cái khu của Epson, để kế bên thôi. Ok, tiếp tục lên đường. Nhà này cũng đang xây nữa, lên nè, lên móng nền của cái nhà kế bên, nguyên cái vàng này bao hợp chống lỏng nè, giờ nó xây nhà cho lên nhà cho nè. In 2/10 of a mile, left turn at the end of the road onto Curly Road. I know. Đây là khung cảnh của khu Epson Crystal Lagoon. Ok, cô chú anh chị các bạn, Steven mới vừa quay nhà của anh Lâm xong, giờ chạy qua bên khu cái hồ F, cái hồ Lagoon. Cái này Crystal Lagoon in Wesley Chapel. Nè, đây là phía nguyên cái nguyên khung cảnh của cái hồ nhân tạo. Cái này là cái hồ nhân tạo nha anh chị và các bạn. Cái hồ nó lớn lắm. Nếu mình xem trên video nó rộng lắm, chừng ở dưới này mình đứng chỉ quay video nó xa vậy thôi, nó không được thấy rõ nét. Thì bữa nào mình vô trong thì mình có thời gian mình quay phía trong rồi nó thấy nhìn thấy nhiều cảnh hơn. Để xem cái dạng giống như cái biển vậy không? Cái hồ nhân tạo. Nó có mấy cái đồ chơi ngoài đó không? Tương lai thì Steven nghe là cái miếng đất trống bên kia nó xây một cái khách sạn 4 sao. Khách sạn 4 sao phía bên kia với nhà hàng là bên kia. Cái đường lộ thì nó có rồi không, mà nó chưa xây mấy cái lên, nó dự định tương lai đây. Mà mình chưa biết chuyện nào nó xây, thì thấy nó cũng đang xấy nền lung la cho nên xây mấy cái đường đi vô á. Đó. Thì bên đây nè, nhà bên đây nó xây nhà cũng rất là nhiều. Nó kêu bán Hoàng Đông là mua hết trơn rồi nha, như đây mua cũng khó lắm. Chỉ mua là mua khu trên nó đang expand thôi, còn cái khu phía sau lưng của mình đang quay phim á là nó bán hết rồi. Hồi xưa khi mình mới xuống ở nhà khu này nó bán khoảng chừng 200-250 một căn, bây giờ đụng vô nó tiền nửa triệu trở lên không rồi. Đó. Ok, quay sơ sơ vậy thôi nha mọi người. How you doing, man? Good, how are you, man? Pretty good. Looking good here, man. Yeah, man. I thought in the future they're going to build some restaurant and another hotel up there, that's what I heard. Yeah, I think right over here. Over here, the hotel, right? Yeah, right here, the hotel, yeah. Publix. Yeah, they're going to build some kind of like a Marriott hotel, that's what I heard. Yeah, know. Yeah, man. That's gonna be nice. Yeah, nice, man. All right, man. It's like a hot spot for vacation now. Yeah, man, I just live. Yeah. All right, okay, talk to you later. Ở coi gì cả nhà, quay sơ sơ gì soi xem bữa nào có thời gian mình đi vô trong thì mình quay thêm cho mọi người xem. Bên đây là nhà, bên đây phải đây cũng là nhà nè, người ta bán hết trơn rồi nha mọi người. Proceed about 6/10 of a mile to Curly Road. Ai có mua nhà thì chưa có mua nhà trên cái khu của anh Lâm thôi. Cái khu này là bán hết rồi. Từ đây đến khu nhà anh Lâm khoảng mấy phút đồng hồ thôi à. Ngoài này nó đang xây public xin cái khách sạn. Bên phía bên kia đường là cái medical office. In 1/4 of a mile, left turn onto Curly Road. Curly Road, Wesley Chapel. Để mình tắt cái GPS, GPS nó nói chuyện ngồn ngào quá. Bên kia nó cũng xây nhà nhiều lắm cả nhà. Mà bên kia nhà nó bán bờ hổm, Steven xem là cái nhà cũng sơ sơ, cũng là nửa triệu trở lên không á nha. Mình thấy bèo bèo cũng là 450 tới nửa triệu trở lên không à. Tại Wesley Chapel thì cái khu này, khu này nó rất là hot, nhà nó bán rất bán như cho tôm tươi vậy á. Thì sau cái vụ bầu cử 2020 á thì bà con chàng về nè Florida sống rất là nhiều, tại vì cái
quyền lợi của Florida là cái tỷ anh chị nào mà có tiền làm trong ngành IT mà xin được việc với Florida mà cái cháu khoảng chừng 80-90 ngàn thì cái giọt đi nha, đừng nghĩ là 80-90 kia mình nghe làm hơn 100 ngàn qua đây 80-90 ngàn thì mình mất quyền lợi của mình. Mà thật sự ở nhà Florida với cái mức sống Florida nó thấp hơn, giống như dạng so sánh như Cali đi, thì cái Cali nó sẽ là nó có thể gấp đôi. Anh chị làm căn nhà mà six figure bên Cali mua căn nhà 2 triệu, bên đây có 500-600 ngàn mua được căn nhà mới. Nhưng cái là cái tiền lương đó mình phải trừ ra cái tiền tiền state tax, tại vì anh chị ở Florida không có trả tiền state tax, là cái đó cũng là 5-10 ngàn trong một năm mà, phải không? Đó, mấy anh chị nào làm lương cao có thể 10-20 ngàn, mình tính cái tiền kia cộng lại cái số lương của mình là cũng six figure rồi đó. 80-90 ngàn là cứ green đi, bên đây sống thoải mái lắm, đừng có lo. Thì mọi người mà cứ so sánh cái tôi làm bên kia tới 100-mấy ngàn rồi, giờ đây làm có 80-90 mà nó không có đủ, thấy cái lương mình nó xuống, thật sự không có xuống đâu, cái mức sống nó thấp hơn. Giờ tính sơ sơ đây, cái tiền mà tiền xăng đi, hiện tại tiền xăng regular ở Florida là 3 đồng 47 cent, 3 đồng 37 cent đó. Mình tính cái Cali bây giờ nhiêu, 6 đồng mấy 7 đồng, nhầm chỗ khi tới 8 đồng. Tiếp tục là mình sẽ chạy đi thẳng qua bên Winding Ridge. Rồi vừa Winding Ridge xong thì mình sẽ chạy xuống khi River Edge. Thì ngang River Edge cũng đi có Dior Hortons, là khu Summer Stone. Hồi xưa mình Steven có làm cái video lâu lắm rồi, không phải long time ago, like over a year and a half. Ok, mọi người hãy theo chân mình tiếp tục chạy qua bên Winding Ridge nha. Cả nhà ơi, hiện tại mình đã tới River Edge. Mình đang quay cái nhà của con nhỏ em để cho mọi người xem nha. Thì cái khu này xưa Steven có quay sơ video khi mà họ mới bắt đầu xây. Thì gần cả năm mà mình mới trở lại đây, nên có rất là nhiều nhà mà mình chạy qua đây. Hiện tại bữa nay là mình quay sơ nhà của con nhỏ em cho mọi người xem họ xây cái nhà như thế nào. Còn khu này là khu River Edge của Taylor Morrison. Taylor Morrison nghe, mình không có quay vô model home nữa nha, tại cái model home mình đã xem nhiều lần rồi. Thì mọi người muốn xem cái model home thì quay lại cái video cũ của gần năm trước, lại almost a year ago. So you have to go back to one of those videos to see them. So cái đường nhà này là cái đường Minder Court. Cái nhà của con nhỏ em, nó đang xây. Next to the model home. Next to the model home is this one. Cái nhà 50 mấy là cái này ra. This one. Ok. Như là 53, 52. Ok cả nhà ơi, hôm nay mình đang tới cái nhà của con nhỏ em nó đang xây. Khu này Taylor Morrison của River Edge. Ok. Right here. Nguyễn 53. 53. Để mình xem cái nhà này, mấy nhà bên đây họ xây xong rồi nè, họ mới move in rồi nè. Đó. Cái nhà này nhà con nhỏ em nè. So big. Để mình đi vô xong mình quay sơ sơ cho mọi người xem cái căn nhà này sao. Theo mình thấy thì cái nhà này nó có 2 lầu. Đó. Trong này nó có 2 garage, một chỗ đậu xe bên hông này với chỗ đậu xe bên đây. Là 3 chỗ đậu xe. Còn điện đồ ngổn ngang lum la chơi. Này là một phòng ngủ. Này cái là do cái này là cái kitchen. Kitchen này vô trong cái nó có cái phòng ngủ nhỏ nhỏ đây nè. Một ngủ, 2 phòng ngủ. Hình như 2 cái phòng này nó đi đi qua được luôn. 2 cái phòng này đi luôn tuần luôn. Chỗ này là nhà bếp, phòng chơi,
Bên đây là cái master. Bên kia là hai phòng ngủ, bên đây cái master nè, cái master bedroom nè. Master bedroom nó có 3 cửa. Cửa bên này với 3 cửa bên này, 3 cửa sổ. Phía sau là một cái hồ. Đó. Tắt qua đây là cái bathroom. Mới lên tường xong rồi. Lên cái frame. Ba phòng ngủ. Phòng ngủ nó 4 phòng ngủ. Phòng ngủ. Đây là phòng ngủ, đó là 5 phòng ngủ. Này lên lầu. Lên lầu không biết có phòng ngủ nào nè. Trên lầu là cái phòng chơi. Phòng chơi mà có thể phòng ngủ rồi, nơi này nó có bathroom luôn nè. Nó có cái bathroom bên đây. Cái kia shower. Nhìn dưới là cái giếng trời nè. Cái này chắc cái balcony. Đứng ngoài nhìn để chơi theo con mẹ chứ. Thì cái nhà này nó xây xong nó cũng giống nhà bên đó. Này biết cái gì ta. Nhìn cái này gì cũng không biết cái gì luôn, cái này nó lạ quá. Trên lầu là phòng ngủ, phòng chơi. Phòng ngủ cũng được, phòng chơi cũng được. Mà nó có bathroom riêng luôn. Này cái office, tính ra 5 phòng ngủ như cái office. Đây nè. Chạy điện chị mới chạy ga chưa chạy điện nữa chạy ga chưa điện này, cái cửa ra này. Nhà này ngộ nó vô nó có cái giếng trời đây nè, trống lỏng à. Huge house. Đó. Cái này xây xong thì cũng giống như cái nhà kế bên. Nhà kế bên nó xong rồi. Còn làm cái driveway nữa rồi nó về vô rồi. Đi vô trong cái nhà thử coi. Nhà này cũng đang làm dở dang gần xong rồi. Ủa nè, nhà này hơi khác tí. Ủa nhà này hơi lạnh, trong này rộng ghê hùng. Nên chị các bạn coi phía sau nè. Rộng thênh thang luôn. Mình làm cái patio nữa làm trên này kia mà khủng khiếp luôn, giống như nhà trắng vậy. White kitchens. Khu nhà này cũng làm bằng thai roof nha mọi người. Các nhà, tất cả các nhà là họ xây hay làm mái ngói, dạng cái mái ngói cái dạng kiểu Việt Nam á, mái ngói Thái á. Thái roof nó có loại cái cong cong với cái loại dẹp, bên kia này nó xây cái loại ngói dẹp. Miếng là nguyên một miếng miếng gạch luôn á. Cứng lắm. Đi chỉnh thoải mái luôn. Để mình vô trong này mình U-turn rồi chứ. Nhà này người ta ở lái vô
khu này mình cũng cẩn thận lái một tí, lặng hoàng là bị dính đinh vậy đi chơi. Dạ. Yeah. Nhà có nhiều người về vô nè. Hai căn này căn model home. Thấy chưa? Thấy anh chị và các bạn xem thấy cái để cái chữ bảng Taylor Morrison không? Ok vậy cả nhà, này quay sơ sơ cho mọi người xem cái đây là cái cổng ra của River S này. Hai bên này nó có ở giữa cây cổ thụ lớn lắm. Bên kia đường của mình á, on the other side là cái khu Summerstone. Bên kia đường các bạn có thấy cái nhà bên kia Summerstone không? Hồi xưa là Steven mới đầu quay phim là cái khu này cái nhà nó chống lỏng, đất chống lỏng là có mấy căn nhà thôi, mà bây giờ hiện tại là nó nhà này kín mít hết trơn nha. Thấy chưa? Summerstone. Đó, thấy chưa? Nhà hai bên này nó xây hết trơn rồi nè. Người ta giờ giữ đông lắm rồi. Bây giờ mình sẽ chạy xuống Wading Ridge. Wading Ridge thì trên cũng cùng con đường này thôi, vài phút tới rồi, bên kia bên tay phải thôi. Mình chạy tới Wading Ridge cho mọi người xem cái khu hai cái nhà Wading Ridge của người bạn ở New York xuống đây quay xây á. Thì mình quay chỗ đó cho mọi người xem. Con đường này nó mới mở ra rất là rộng. Cho chạy 55 mà bà con tại quận toàn là 70 không à. Ok, bên tay phải của mình là Wading Ridge. Để mình vô Wading Ridge mình quay cái căn nhà Wading Ridge cho mọi người xem cái Wading Ridge luôn. Ok, Wading Ridge. Cái khu Wading Ridge này hồi xưa nó chỉ mở khu ngoài này thôi, bây giờ hiện tại nó mới mua miếng đất phía sau của cái khu nhà này á, là nó xây theo dự trù là xây thêm gần 1.000 căn nữa. Thì giá nhà như là Steven nghe nói là hồi xưa là bắt đầu từ 300, và bây giờ là từ ít nhất cái từ 400-500 trở lên không à, starting là at least like 450 to 500,000 dollars higher. Đó, khu này Wading Ridge nè, cảnh vô là Wading Ridge nè. Khi mình vô cổng phía bên tay trái á, là cái model homes. Mình chạy vô cái khu khu này mình chạy rất là cẩn thận nha mọi người, tại construction này đưa chạy vô đây quay phim á, ưa dễ bị dính đinh lắm. Ok, mình phải vừa trái ở đây. Hiện tại cũng có người ta ở là nó cũng clean up mấy cái nails không, chứ hồi xưa là chạy vô là ga là dính nè, tại construction nó làm nó dễ bị gớt đinh á, mình chạy vô mình lúng đinh cái rồi thu quắc, giờ đây bị dính đạn hoài. Logan's chạy khu nào ta, nhà này à, class 78 gì á, 78 hả chị, 78 mình chạy lên nhà 78.
lên gạch là dở dang lùm la cho em nè. Em qua đây mình quay căn nhà này cho mọi người xem nha. 3423 778. Ok. Đây. Bờ mấy nhà này bờ nó mới lên cái sườn mà giờ nó lên nguyên cái dàn gạch này với cái lầu rồi nè. Căn nhà này bờ mình chỉ vô đây. Wow. Cũng nhanh nha. Lên còn là nhà khu này là nhà này là nhà Model Edison. Nhà này Edison. Phía sau này. Đừng nói xe dính đinh. Chân của mình đi là lãng quạng là bị ăn đinh như chơi á. Cái này nó liền còn là đinh không à, đi lãng quạng đinh dính đinh. Nhà nó làm nhiều quá không biết chừng nào mới xong. Hey, nóng quá giờ chạy qua nhà con Thúy Phương tí. Giờ mình tới đây mình U-turn lại. The Rosewood Meadow Lane. Anh chị mình có mua nhà nhớ cái tránh cái căn nhà mà ngay coi cái dead end của con đường này nha. Giống cái nhà giống như cái nhà này nè. Không có phong thủy là không nên là mua nhà này. Vì sao? Lỡ mà nó chạy tụi dân chơi mà chạy xin xỉn tối nó quất sẵn vô nhà mình cái là xong hàng luôn. Giờ mình chạy qua 71. Phương ơi, hôm nay anh chạy qua xem ở nhà em nữa nha. 3329 số 7 nút. Nhà này 7 nút. Model Landing. Để vô xem thì ai hiện tại sẽ đâu rồi. Chắc lót gạch lung la cho mấy người. Sơn phớt xong hết trơn, mình chưa có lót gạch xong, đang lót giống như cabinet. Cắt này có quăng đầy vẻ cho nha. Hey brother, how you doing? Good. Put the paper up? Yeah. Phía sau này nó đang lót gạch paver. Nhà này nó có hai cái máy lạnh nha các nhà. Hai cái AC này.
T-Rain. Đây là cái master là closet và cái bathroom. Nó gạch từ trên dưới hay á. Very good option. Đây là cái ngoài vô double door. Bên này có cái closet, đây cái bedroom nữa. Lock paper, đang lock paper phía sau, mới làm xong trước. Phương ơi, nhớ extend cái driveway ra tới cái mí tường này nha Phương. Làm gì nó rộng hơn, đậu xe nó dễ hơn, hai bên luôn ra tới cái mí tường luôn. Phương nhớ xin phép sau này expand cái driveway ra khỏi mí tường luôn. Bà ổm làm luôn, nó có 900 mà sao chưa làm luôn. Nghe nói bà ổm là như cái đó là 900 hay 1.100 gì á, đã expand ra cái driveway, có nó làm cái driveway tới mí tường nó rộng hơn, sau này mình đậu xe nó dễ. Ok cả nhà, video này đến đây hết nha. Thì Steven đi rồi, sáng giờ nóng quá vậy chạy sơ về nhà để hy vọng là tối nay có thời gian upload để cho mọi người xem cái video này. Cái gì hẹn gặp lại ở video khác nha. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ Steven nha. Bye bye. Nắng quá à. Về về nhà đi. Trên xe cũng mua đồ đầy cho ở nhà, còn việc làm nhiều quá không, cũng đang sửa sang cái nhà kia. Nhà kia mình cũng cái nhà của Steven bên kia cũng mới vừa họ làm mà không cái họ kêu người ta làm cái stucco lại á, cái xi măng hồi xưa nhà đã mua cũng mười mấy tuổi rồi vậy nè, nước nó lộng vô cái xe stucco nó vụt ra, giờ mướn người ta làm lại, giờ mình phải về mình sơn primer lên với mình sơn cái giấy tường lại cho nó đẹp đẽ trước khi có cho mướn, có việc làm tiếp. Hơi chậm mà tại vì cái building material nó không đủ á, thì nó làm cũng hơi lâu. Hồi xưa thì đồ nó đủ và nó mua từ bên tàu nó ship qua nó làm nhanh lắm, bây giờ vật liệu nó thiếu lum la cho cái gì, nó order nó làm xây nhà nó hơi lâu. Hồi xưa là 7 tháng xong, bây giờ tháng năm mấy chị xong nữa.